Ở đây thì mình sẽ chỉ các bạn cái track, gọi là track cái mask ở trong After Effects với lại là trong Mocha. Trong Mocha làm nốt cái này đi ha, rồi mình sẽ ngưng cho các bạn có thể thử. Thì ở đây chúng ta sẽ ở trong After Effects thì nó cũng hỗ trợ chúng ta một số công cụ để chúng ta tiết kiệm thời gian roto. Ở đây thì chúng ta có một cái footage như này đi. Những footage này chúng ta xem ha, chúng ta sẽ thấy là nó cũng không có phức tạp lắm. Một cái cô gái đứng ở giữa rồi camera xoay xung quanh và nó lại quay bằng slow motion, cho nên là đâm ra là chuyển động rất là mượt. Đấy, chuyển động rất là mượt. Thì ví dụ đi, chúng ta muốn gọi là chỉnh màu ha, cho cái khuôn mặt của cô gái này nó trắng lên xíu chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ duplicate ra một cái layer khác, chúng ta sẽ cho nó là cái face đi, đúng không? Và chúng ta sẽ dùng cái pen tool, đúng không? Chúng ta sẽ viền chung quanh cái mặt của cô gái này, đúng không? Tại vì chúng ta muốn muốn chỉnh màu cái khuôn mặt. Rồi, được chưa? Thế thì bây giờ khi mà tạo cái mask xong rồi, chúng ta bật cái mask ra này, chúng ta select cái mask này, và chúng ta sẽ bấm chuột phải á, thì nó sẽ có cái chức năng là track mask. Thì cái này nó là cái chức năng nó tự động nó dò theo cái gọi là cái hình ảnh của mình, để nó đi theo cái nó đưa cái mask của mình tự động đi theo luôn, chúng ta không cần phải roto. Thì cái này áp dụng chủ yếu là cho những trường hợp nào nó cảnh quay nó đơn giản, ít chuyển động. Cái thứ hai nữa là những cái tác vụ của mình nó chỉ là chỉnh màu hoặc là cái gì đó nó không cần độ chính xác thì chúng ta có thể dùng ha. Chúng ta bấm vào cái track mask này thì nó sẽ hiện ra một cái ô ở bên phải cửa sổ của bên phải, nó cửa sổ tracker, và trong đây thì nó sẽ có những cái nút ở trong cái phần analyze này nọ ha. Và ở dưới này có cái method, thì chúng ta sẽ bấm vào cái method này ha, và chúng ta sẽ chọn là face tracking, tại vì là chúng ta đang track cái khuôn mặt của cô gái đấy, thì chúng ta chọn là face tracking, và chúng ta bấm track. Thì các bạn sẽ thấy là tự động là cái mask của mình nó sẽ đi theo cái khuôn mặt của cô gái luôn, thì chúng ta không cần phải đi theo roto từng phần. Thì đây là cái chức năng track cái mask của After Effects. Nó cũng có tác dụng, đúng không? Cũng rất là hay trong những cái trường hợp chúng ta chỉ cần roto để làm một số cái tác vụ nó không có chính cần chính xác. Thì ở đây mình sẽ ngưng ở đây. Thì các bạn thấy là nó tự động nó tạo cho chúng ta những cái key và cái mặt nạ cô gái, cái mặt nạ xung quanh cô gái là cái mask này nó đi theo rồi, đúng không? Và chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta, ví dụ chúng ta có thể là ví dụ như là chúng ta có thể tăng cái độ sáng tối lên xíu. Đấy, chẳng hạn cho cái khuôn mặt cô gái nó sáng lên một tí. Chúng ta nhớ là tăng cái fader lên trong những cái tác vụ mà chỉnh màu ha, chúng ta luôn phải có fader. Đấy, thì mọi người thấy là hiệu quả rất là tốt trong những tác vụ này. Đấy, đúng không? Quá rất là tốt và cũng rất là nhanh, chúng ta không cần phải roto. Thì cái này cũng phải phụ thuộc vào các bạn. Các bạn thấy cảnh quay mà có khả năng để track thì các bạn hãy track, còn nếu mà không có khả năng track thì chúng ta phải roto bằng tay thôi nha. Rồi, một cái ví dụ khác thì chúng ta sẽ dùng cái plugin Mocha Pro. Đây là một cái plugin Mocha Pro là một cái phần mềm, thực ra nó là một cái phần mềm standalone chuyên về roto và track, nhưng mà nó có cái plugin để gài vào trong After Effects cho nên là rất là tiện.
À, thì ở đây là chúng ta select cái layer này, được chưa? À, chúng ta vào effect, và nếu mà các bạn đã cài Mocha Pro rồi thì nó sẽ nằm ở trong cái effect là Polyrhythm FX Mocha ha. Chúng ta chọn Mocha Pro. À, và nó sẽ chúng ta bấm vào cái ô Mocha này. Set lại là full. Rồi, chúng ta vào cái Mocha Pro này thì nó sẽ ra một cái giao diện mới. À, thì đây là cái giao diện của cái phần mềm Mocha. À, thì chủ yếu là chúng ta tạo mask và chúng ta có thể track và chúng ta roto này nó các thứ trong đây. Thì để tạo cái mask thì trong đây thì mình cũng nói nhanh thôi, nếu bạn nào cần tìm hiểu thì có thể tìm hiểu riêng ha. Tại đây là một cái plugin cũng khá là nhiều thứ đấy. À, chúng ta sẽ vào đây chúng ta tạo cái dùng cái pen tool luôn, đúng không? Chúng ta tạo cái shape chẳng hạn, ở đây mình sẽ tạo cái shape đi quanh cái đi quanh cái đèn. Thì sau khi chúng ta tạo cái shape này rồi á thì ở trong Mocha nó tất nhiên nó có hỗ trợ chúng ta track theo cái chuyển động của cái shot này. À, thì chúng ta có thể bấm vào cái nút tam giác có chữ T ở đây nè, bấm vào đây. Thì mọi người thấy là cái mask của mình nó sẽ đi theo. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ xếp lại ha. Chúng ta bấm vào cái nút phía trên đây có cái mũi tên nè, bấm xếp. Bấm xếp thì chúng ta có thể đóng cái cửa sổ này và nó sẽ đưa cái thông tin roto vào trong đây, thông tin track vào trong đây. Và chúng ta thứ nhất là vào cái phần mệt nè, vào cái ô mệt đó. Thì trong cái ô mệt này chúng ta có thể xem cái kênh alpha, chúng ta check vào cái view mệt chúng ta xem kênh alpha. Thì đây là cái kênh alpha mà nó đã roto cho chúng ta này. Chúng ta có thể apply cái mệt này vào cái cảnh quay này. Thì ở đây thì chúng ta mà mình sẽ duplicate cái cảnh quay này lên đã. Mình sẽ đặt cho cái bên trên là headline, tức là đi dành riêng cho cái headline này thôi. Cái layer phía dưới mình sẽ xóa cái mocap pro đi, coi như nó là cái layer bình thường ha. Thì với cái layer headline này chúng ta vào trong cái mệt. Chúng ta sẽ apply cái mệt vô. Đúng không? Thì các bạn thấy là bây giờ thì cái layer bên trên này nó chỉ còn lại có cái headline thôi, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái tracking data. Chúng ta sẽ create cái track data ra. Cái này mình chỉ làm trước thôi, các bạn xem thử để thấy cái ứng dụng của nó ha. Rồi sau này qua phần track thì mình hướng dẫn kỹ hơn. Thì với cái tracking data này nó sẽ là những cái điểm để chúng ta có thể link cái hiệu ứng, bất kỳ cái hiệu ứng hay là cái null gì đó của mình vào. Thì ở đây chẳng hạn ha, vì chúng ta sẽ áp dụng một cái hiệu ứng. Chẳng hạn ở đây mình sẽ làm cho cái đèn headline này nó sáng lên, chúng ta sẽ áp dụng cái hiệu ứng của chắp code size vào đây. Chắp code size này nó sẽ giúp chúng ta tạo cái hiệu ứng đèn pha. Cái support này chúng ta sẽ để ngay cái tâm này đi. Được chưa? Colorize, và đây chúng ta sẽ chỉnh cái colorize lại để mà đổi cái màu, đổi cái màu ha. Rồi chưa? Và chúng ta sẽ chỉnh cái blend mode của cái headline này thành S để cho nó đẹp. Được chưa? Rồi thế thì tại vì cái headline này nó đã có kênh alpha rồi, cho nên là chúng ta thấy là chúng ta di chuyển thì chỉ có cái khu vực headline nó sáng thôi. Chỉ có cái điều ở đây là khi mà cái cảnh quay này nó di chuyển thì cái size này, tại vì cái size này nó sẽ dựa vào cái điểm trọng tâm này để nó đặt cái ánh sáng, đúng không? Nếu mà cái trọng tâm này nó lệch về phía này thì cái ánh sáng nó sẽ hắt về phía này, nhìn nó rất là kỳ. Và cái chúng ta muốn là cái ánh sáng này nó sẽ nằm lúc nào nó cũng sẽ nằm trực tiếp ở trực diện ở cái trọng tâm này hết. Thế thì để làm chuyện đó chúng ta sẽ dựa vào cái tracking data của cái Mocha Pro. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái
layer null, đúng không? Chúng ta sẽ đặt cái null này vào cái trọng tâm của cái đèn, được chưa? À, và chúng ta sẽ link sao? Chúng ta sẽ link cái null này vào cái position của cái null vào trong cái điểm track của Mocha ha. Chẳng hạn đây chúng ta sẽ lấy cái điểm track này là cái cái center đi ha. Đấy. Thì chúng ta sẽ link, bấm enter left, chúng ta click vào cái position đúng không? Chúng ta link cái position này vào cái center. Đấy. À, và mọi người thấy là sau khi chúng ta link xong thì cái null của mình bây giờ nó đi theo cái track của mình, lúc nào nó cũng đi theo, nó nằm ở giữa. Đó. Và sau khi mà cái null này link xong rồi thì chúng ta sẽ vào cái chắp code size của mình đúng không? Và chúng ta sẽ, cái này là cái support nè. À, cái support thì thực ra nó cũng là cái position, cái dạng position XY. À, thì chúng ta cũng sẽ click, enter left click vào cái support này. À, và chúng ta sẽ nối cái này vào cái position của cái null. À. Đấy. Thì bây giờ với cái việc sau khi chúng ta link như vậy rồi thì mọi người thấy là bây giờ cái chắp cosine của mình nó lúc nào nó cũng sẽ, cái ánh sáng nó cũng sẽ ở giữa. Đó, và nó tạo thành cái ánh sáng headline, nó không có bị lệch nữa. Cái mục đích mình tạo cái null này thực ra là để có một cái điểm điều khiển để chúng ta nhìn thấy thôi, chứ còn thực ra các bạn có thể link trực tiếp cái support này vào cái center cũng được ha. Link trực tiếp vào cũng được. Nhưng mà tại vì đây mình muốn có một cái điểm để mình reference nó thôi, mình nhìn thấy cái vị trí thôi. À, thì cái này làm cái hiệu ứng nhỏ để các bạn thấy cái ứng dụng của cái việc Roto này rồi với sử dụng cái Mocha Pro. Đây là một cái cũng là một cái plugin rất là hay. Thì After Effects thì nó cũng có cái khả năng track đúng không? Đó, thì mình cũng vừa track rồi, nhưng mà có cái điều là nó không có, nếu mà chúng ta track cái mask thì nó lại không ra được cái tracking data để chúng ta làm cái việc đó. Đấy, còn Mocha thì nó cung cấp cho chúng ta luôn cái tracking data để chúng ta có thể làm những cái hiệu ứng cho nó. Mình sẽ lưu cái file này mình gửi cho các bạn ha, để nếu mà các bạn có thời gian ở nhà các bạn có thể mở lên xem làm lại hay gì đó nếu cần.